Sau đó là em ấy gặp từ đó em ấy đọc được liền luôn. Thì mình thấy giá trị của cuốn sách này không phải chỉ là học những từ vựng trong đây, mà mình có thể áp dụng phương pháp đó để học những từ khác và thậm chí là học những ngôn ngữ khác nữa. Phương pháp này thì có thể dùng để học mọi loại thông tin chứ không nhất thiết là chỉ là tiếng Anh. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Phương, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay mình 29 tuổi và đã làm gia sư tiếng Anh được khoảng 6 năm rồi. Trước đây mình có đọc một cuốn sách tên là Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế của Adam Khu. Thì trong quyển sách đó có dạy cách luyện trí nhớ bằng phương pháp âm thanh tương tự. Thì mình nhớ mãi một cái minh họa, đó là Napoleon đã thất bại ở trận chiến Waterloo. Thì lúc đó là hình minh họa là vẽ một quả na, một quả bơ, một quả lê và một ông già rớt vào một cái lu nước, mà nước là water, cho nên mãi mãi mình không bao giờ quên cái trận chiến Waterloo và Napoleon đã bị thất bại ở trận chiến đó. Sau mười mấy năm rồi mà mình vẫn nhớ rõ cái minh họa đó, nhưng mà mình lại không có đủ kiên nhẫn để có thể biến từng cái từ vựng một trở thành một cái câu có âm thanh tương tự như vậy. Cho đến khi mình tình cờ xem được một cái video của anh Nguyễn Hữu Trí ở trên YouTube có giới thiệu về quyển Hát Não 1500 này nè, thì mình đã bắt đầu quan tâm và xem nhiều video giới thiệu, thì bắt đầu cảm thấy thích và quyết định mua về để có thể áp dụng dạy cho các học viên của mình. Mình đã cho các học sinh của mình, nhất là cấp 1 học, tại vì các em ấy thì thích những cái câu mắc cười á. Thì sau đó là mình có kiểm tra lại sau một tháng thì các em ấy vẫn nhớ những từ đó và nhớ luôn cái ví dụ kèm theo. Và hơn nữa là các em còn nâng cấp hơn là áp dụng phương pháp này cho những từ của riêng mình. Đơn cử là một em lớp 2, lúc đó em ấy cần phải học cái từ là calculator, nghĩa là cái máy tính á. Thì lúc đó em ấy cứ hay quên, bởi vì nó có bốn âm tiết lận. Sau một hồi á đọc calculator thì em ấy đã bật ra cần cù lấy tơ. Sau đó mình giúp em ấy hoàn thiện câu nó. Vậy thì mình thử thành lập một câu có cái câu có cái cụm từ đó. Xong rồi mình nói cô gái cần cù lấy tơ, xong lấy máy tính tính toán để làm thành mảnh vải đẹp, nghĩa là cần cù lấy được bó tơ nhưng phải biết tính toán để có thể làm ra mảnh vải đẹp. Thì sau sau đó là em ấy gặp từ đó em ấy đọc được liền luôn. Thì mình thấy giá trị của cuốn sách này không phải chỉ là học những từ vựng trong đây, mà mình có thể áp dụng phương pháp đó để học những từ khác và thậm chí là học những ngôn ngữ khác nữa. Phương pháp này thì có thể dùng để học mọi loại thông tin chứ không nhất thiết là chỉ là tiếng Anh. Một trong những điều mình thấy mọi người còn e ngại khi học theo phương pháp âm thanh tương tự này là sợ sẽ phát âm sai. Nhưng thật ra mình phải hiểu đúng bản chất của vấn đề. Âm thanh tương tự là cách để chúng ta gợi nhớ lại cách đọc đúng, chứ đó không phải là cách đọc đúng. Và để khắc phục được điều này á, thì khi mình mua sách thì sẽ được kèm theo kích hoạt hai cái app là app Hát Não và app Hát Não Pro. Thì trong app Hát Não này mình sẽ có hai file âm thanh và video, và trong file video này á thì mình sẽ được học từng từ theo người bản xứ phát âm. Ví dụ nha. Follow. 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 Từ này có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm đầu tiên các bạn nhé. Thì như các bạn đã thấy á, là video này chiếu tận miệng của người bản xứ luôn. Mình có thể quan sát môi, cách đặt lưỡi, và mình có thể xem đi xem lại. Cũng như mỗi từ thì mình đều có phần ghi âm để xem mình đã phát âm đúng bao nhiêu phần trăm. Thì khi mà mình nghiêm túc và kiên trì theo đuổi phương pháp này thì chúng ta chẳng những đọc đúng mà còn có thể nhớ nhanh và nhớ lâu nữa. Giống như là chúng ta có được những người thầy tốt nhất học ở bên ngoài, không thể nào mà một người thầy có thể đọc đi đọc lại cho mình như vậy, nhưng mà xem video thì mình có thể xem đi xem lại, tập đến khi nào được thì thôi, nên rất là hiệu quả. Như mình cũng đã có chia sẻ từ lúc ban đầu là bản thân là một gia sư, thì mình rất quan tâm đến việc phải tìm ra những phương pháp học hiệu quả cho từng đối tượng học viên của mình. Và mình rất là vui khi tìm thấy quyển Hát Não 1500 này, vì nhờ quyển sách này mà các học viên của mình cũng nhận ra là trên đời này không ngờ có một phương pháp học từ vựng tiếng Anh vừa hiệu quả lại thú vị như vậy. Thì thông qua video này mình muốn gửi lời đến các bạn còn đang cảm thấy e ngại hoặc là chưa có đam mê học tiếng Anh vì nghĩ tiếng Anh là môn quá khó. Thì mình xin chia sẻ là đúng là không có môn học nào hay tiếng nào là dễ hết, nhưng nếu chúng ta kiên trì cộng với việc có phương pháp tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Thì hy vọng những chia sẻ của mình có thể là một nguồn động lực cho các bạn thực sự cố gắng hơn và áp dụng những phương pháp hay để cải thiện vốn tiếng Anh của mình và nâng cao đời sống của mình hơn nhé.